Thank you.
toàn thổ các chư viên cũng nhanh lời thầy nhà chùa thầy cung văn đạo tràng cũng và gửi lời chúc phúc tới toàn thể nhân dân trong thôn bản xã quê mình và thầy cung chân thành nhất để liên tục cho tất cả những thôn bản xã ngày hôm nay cũng như là cả thời vận sau này cũng luôn 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 được hưởng thái bình cũng như không có người cung hô kính thưa các cụ các ông ông bà tổ nhân dân địa phương quý khách thập phương kính thưa các chư thầy đại hương và chúng mình công đức thành hoàn làng hôm nay ngày đại lễ của nhân dân địa phương rước và ăn được tượng thay mặt xin chân thành cảm ơn các chư thầy tổ lập đàn cùng các chư thầy các quý vị phật tử cùng nhân dân địa phương về dự lễ thay mặt cho nhân dân đảng Cộng hòa cũng luôn xin chân thành cảm ơn có phần gì thiếu nhất trong chương trình công tác tổ chức mong các quý vị hết sức thông cảm xin chân thành cảm ơn. Làng văn hóa thôn Cảm Hoàn long trọng tổ chức đại lễ rước và hô thần nhập định tượng thành hoàng. Đây là một sự kiện lớn về văn hóa tâm linh của nhân dân làng văn hóa thôn Cảm Hoàn, nhằm phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhận công lao to lớn của tướng quân Phạm Ngũ Lão và phụng thờ ngài mãi mãi về sau. Về dự và chung vui với đại lễ hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn. Về dự và chung vui với buổi lễ hôm nay còn có con em xa quê hương hiện đang công tác lao động sinh sống trên mọi miền tổ quốc, quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân địa phương cũng đã về dự đông đủ, đề nghị toàn thể buổi lễ nhân nhiệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Văn Sau, trưởng làng văn hóa lên phát biểu khai mạc đại lễ, xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và quý khách thập phương, được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương và sự hảo tâm công đức công tín của nhân dân và thập phương, đến nay pho tượng thành hoàng làng và đồ thờ tự đình làng Cẩm Hoàn đã hoàn thành. Ban vận động xây dựng làng văn hóa Cẩm Hoàn long trọng tổ chức đại lễ rước và hô thần nhập định tượng thành hoàng. Sau đây thay mặt cho làng văn hóa chúng tôi xin đọc tiểu sử tóm tắt thân thế sự nghiệp của thành hoàng. Tướng quân Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, mất năm 1320, là danh tiếng của nhà Trần. Trong lịch sử Việt Nam, ông là người góp công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông và lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1288. Tướng quân Phạm Ngũ Lão quê ở làng Phù Ổng, huyện Đường Hào, nay là huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình ông cha đều giỏi về chữ nho và lần này bốc thuốc, trước là chữa bệnh,
trong nhà sau là cứu nhân độ thế. Bà mẹ ngoài nghề lông thường đi chợ gần bán thuốc, cha mẹ đầu cần cù chăm chỉ chung sống sung túc lại có từ tâm, vốn sùng đạo Phật, thấy người nghèo thường hay giúp đỡ. Ông là người con độc nhất, cha mẹ hiếm muộn, cầu tự mới sinh được ông. Lên năm thì cha mất, mẹ vẫn tần tảo cho con ăn học. Nhưng lên năm, năm lên ba thì xảy ra cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất năm 1258. Vừa thông tuệ hơn người, vừa có sức khỏe, lại long luyện có nghề. 20 tuổi, ông đã từng về Thăng Long thi võ để tiến quân theo con đường chính tắc. Trên đây là phần tiểu tử tóm tắt của lịch sử thân thế sự nghiệp của thầy Hoàng Làng. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, quý khách thập phương về dự lễ. Chúc cho buổi lễ của ngày hôm nay tại lễ hội Đình Làng được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng và giới thiệu và kính mời đoàn tế Bát Nhã Ba La Mật Đa chùa Linh Sơn Tự thôn Xuân A sẽ lên tế chúc rượu ba tuần. Xin trân trọng kính mời đoàn. Và ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời bốn ông trưởng của bốn dòng họ, họ Đỗ, họ Nguyễn, họ Ngô, họ Lưu sẽ lên hồ lễ trong cung đình. Kính thưa các ông đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương xã Thanh Sơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân địa phương thôn Cẩm Hoàn. Trước khi đoàn tế được hành lễ, chúng tôi xin phép được vào làm lễ trình thần hoàng nàng Cẩm Hoàn thôn Xuân A. Yeah!
Thank you.
Thank you.
chúng tôi xin thay chúc các kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể quý vị lời chào tốt đẹp.